Đi, bây giờ tao nói mẹ nghe, nhà mình đấy bây giờ mẹ nghĩ đi, nhà mình là có 3 tầng lầu đúng không? Đây là một tầng, ví dụ là tầng thứ ba này là màu vàng, tầng thứ hai là màu đỏ, màu hồng, mà tầng bán hàng cũng màu hồng luôn. Thì mình đang ở tầng thứ ba, là tầng ở trên cùng này, đây nó qua chợ tầng này đúng không? Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mẹ hiểu chưa? Nhà mình có 3 tầng. Tầng 1 bán hàng, tầng 2 là ở và tầng 3 là để mình ở luôn. Thì nhà mình có 3 tầng, tầng 3 là ở, tầng 2 ở và tầng 1 bán hàng. Mà nhà mình có 3 tầng. Tầng 3 là ở, tầng 1 bán hàng và tầng 2 là ở. Nhà mình cũng có 3 tầng. Thì tầng 2 là để ở và tầng 1 bán hàng, tầng 3 có mẹ ở. Nhà mình có 3 tầng lận và tầng 1 thì là tầng bán hàng. Tầng 2 là để ở, tầng 3 là mình ở. Đó, mày hiểu không? Đó, đó. Mày hiểu chưa? Nhức đầu luôn.